Xin chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện PAMA GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực quay được 360 độ bên trái, ở giữa, bên phải. Với động cơ 1,5kW 2 ngựa 2 HP, tốc độ 1450 vòng 1 phút, có mã hàng là 90L. Tại đây tâm đo đế ngang trục ký hiệu là A bằng 140mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đỗ này tới vị trí tâm đỗ này. Tâm đỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 125mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đỗ này sang vị trí tâm đỗ này. Đường kính trục D bằng 24mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 200, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà mình muốn, ví dụ như rãnh ca bét bằng 8mm hay tổng chiều dài thân bằng 340mm. Xin cảm ơn.